Sư phụ con xin hỏi cái trái đất của mình á, khi mà mấy người bị đọa thì xuống làm vô cái sở thú, còn những cái hành tinh khác á, nếu mà họ bị đọa họ có vô cái sở thú này hay không, hay là họ đi theo cái hành tinh khác á? Có một cái hành tinh Bắc Cu Lưu Châu, nó cũng gần mình lắm. Nó cũng giống như Bắc Cali, Nam Cali. Nhưng mà mình nói gần chứ phi thuyền của mình chưa bao giờ đi tới, nó hàng mấy tỷ ánh sáng. Cái công dân ở đó, họ sống khoảng 700 tuổi. Ở cái công thức cái đó giống như S rồi, giống như một cái recipe, một cái thực đơn mà để nấu tô phở, nấu canh chua, nó gì vậy. Thì cái thực đơn ở đó, cha đó với chư Phật cho cái chúng sanh ở đó nó có phước hơn mình, nhưng mà nó lâu thành Phật hơn, có nghĩa là nó không có dính với cái ái. Cái ái là trong tâm mình thương con mình nó hư hay là nó nên, rồi mình ly dị mình cũng buồn cũng khổ, cái gì mình cũng liên lụy, cũng buồn khổ. Ở đó đó yêu cũng khổ, yêu được yêu cũng khổ, mà không được yêu càng khổ, đúng không? Rồi yêu rồi lại càng khổ nữa, nhiều yêu quá thành ra khổ khổ tiếp tục. Ở cái hành tinh đó giữa nam và nữ vui, bảo đảm nếu mà con nào mà thích bay bướm về bên đó, cái nghĩa là một hai người cứ đi ngoài đường vậy đó, cứ thấy nhau thì họ có thần thông hơn mình chút. Tại con mình á, mình ăn lộn trái táo Adam Eva cho nên mình bị điếc, mình không thấy, với mình bị nhĩ thông, nhãn thông mình mất hết. Bên kia nó có, nó nhìn nhìn vô cặp gái với đàn người đàn ông, cái có cái cây, nó có mấy cây ngoài đường, cái tự nhiên cái cây ấy, nó cũng khôn nữa, nó biết hai người này là cái DNA không có phải là anh chị em. Cái cây nó mở ra, cái hai người cặp tình nhân nó chui vô cái cây ở ở đúng 7 ngày 7 đêm, sanh ra một đứa bé, phải không? Sanh ra đứa bé nó cũng không có thương con nó luôn, tại vì cái design của cái trái cái Bắc Cu Lưu Châu là không có tình thương mà. Thì nó để đứa bé ở ngoài cạnh gốc cây đó, rồi cái nó nói, bye bye em nha, bye bye anh nha. Rồi cái hai người đi, thấy đứa con đó ai nuôi đứa bé này, thì những cái người đi đường á, tiếp tục lấy cái mồ hôi của họ đó bỏ vô cái giọt cho đứa bé đó. Thì khi đứa bé này nó lớn lên cũng lẹ lắm, trong mấy ngày nó lớn lên nó biết đi, thì là tạo ra một chúng sanh mới. Còn cái cặp mà đầu tiên sanh cái này nó cũng không có cần nhìn con nó luôn. Thì cái người đó đi chừng 3 bước gặp cái anh đẹp trai khác, bắt đầu nó bắn laser, cái nó scan trên cái máy điện toán nó, cái này không phải là trong máu huyết của tao, được cái nhà này được á, thử á, bắt đầu á đi kiếm cái cây mở ra vô tiếp. Nó cứ thế mà nó làm, cứ là nó không có phạm lực là đi vô mấy cái ổ động, đúng không? Và nó cũng không có phạm lực là bỏ chồng, đúng không? Nó cũng không có phạm lực là ngoại tình, đúng không? Hay gì đà Phật, thiền nào mà ham cái vui đó về về đó ở. Nhưng mà ở cái hành tinh đó nó không có thành Phật được. Nếu mà thành Phật được, người ta dồn qua bển hết rồi, vô cái trái đất này làm gì cho khổ. Bởi vì tại sao khi con ma đó, con ma mà 39 con cá đông lạnh đó, nó chết nó uất ức. Thường tổng cộng 38, 39 con cá đông lạnh đó không tới 200.000 đô nữa. Mà khi cái thần hồn của mấy đứa bé đó đó, nó không có biết Phật, không có biết tu, thì nó thành con ma gì? Mấy con đoán thử. Con ma hận đúng không? Ma quậy đúng không? Thì nó không quậy cái nhà của thằng Mỹ người Anh mà lái xe truck, thì nó cũng quậy hết cái đám Anh, cho nên cuối cùng á, là cái nước Anh á, sau này cũng 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 bị mấy con ma Việt Nam mình nó cũng quậy á. Khi quậy nghĩa là gì? Khi quậy là nó tạo cái nghiệp. Mình đừng có nghĩ là khi mình thành cái vong hồn mà không có tạo nghiệp nha, nó cũng y như thế gian mình chứ. Thế gian mình tạo nghiệp nhưng mà mình biết quay đầu mình sám hối thì là mình còn được xó. Mùng 9 Tết mình lại cha lại mẹ cũng được xóa. Còn bên kia nó có lại mà nó có ngồi thiền, nó đọc kinh, nó đọc đâu có được. Nó đâu có quyền đi vô chỗ này, đâu có quyền vô trong này. Mấy ông thần la nó liền, nó chỉ là
cô hồn các đảng, đi vòng vòng ngoài đường phá rối phá phách, chờ thí dụ mình nó chết 25 tuổi, số mệnh của nó là 80 tuổi chết, thì nó phải bay, nó phải đi vòng vòng á, tụ góc đường này, tụ cái bụi chuối nọ, bụi cây kia, nó sống cho tới đúng cái tuổi đó. Rồi bắt đầu á, người ta mới tính sổ với nó. Ok, cho mày ở trại, cái chỗ mà gọi là trung chuyển đó, nó có cái trạm không gian, cái chỗ đó là chỗ mà chưa kịp đi đầu thai để mà coi lại hồ sơ lý lịch đó. Từ lúc mày chết 25 tuổi tới lúc mày bây giờ là hết số là 85, thì 70 năm mày làm gì, mày hại bao nhiêu người thế trần, mày giúp bao nhiêu người thế gian. Giúp là có phước, hại là có tội. Thì lúc đó nó mới được đi đầu thai tiếp. Nó có thể xuống địa ngục. Nếu mà lúc mà làm ma đó mà nó hại nhiều người, nó xuống địa ngục tiếp nha. Còn lúc mà nó làm ma đó mà nó hối hận, nó đi giúp người này người kia, thì ok được, ta cho mày đầu thai làm người lại. Có nghĩa là cái lớp mà để chấm thi là khi đúng cái tuổi thọ thật sự của nó, khi nó chết sớm. Nó chỉ mất thân người sớm nhưng mà nó chưa chết. Nên tại sao mình phải sống chung với biết bao nhiêu cõi âm? Rồi bao nhiêu cõi âm á, họ cứ lăn quẩn mình à, đầy đây hết. Rồi họ người không có biết tu tập á, họ bám vô người mình, họ khiến mình làm này kia, khiến làm kia. Có những đứa mà gọi là cái đầu óc thích vui kiểu nào thì gặp con ma đúng kiểu đó, rồi nó nhập vô, rồi nó lâu lâu á, nó mượn cái xác của cái người hạp đó để nó hưởng những cái mà nó muốn hưởng. Đứa thích uống bia thì nhập vô thằng uống bia để xỉn xỉn lăn lăn chơi. Còn đứa mà thích xì ke thì nhập vô thằng xì ke. Đại khái nó có hết. Tại sao mỗi ngày mình đeo dấu thiên tâm, mình đọc kinh cha mẹ, rồi mình lại cha mẹ? Thì là thứ nhất, con ma nó cũng có nghĩa khí á nghe. Nó thấy người này bắt đầu biết hiền, biết tu, nó sẽ theo hộ mình, nó nể mình. Đó là thứ nhất. Thứ hai, khi mình tu á, cái hào quang mình bắt đầu từ từ sáng lên, mình không có giống cái hào quang của nó. Cái bóng đèn sáng với cái bóng đèn sáng thì là hợp với nhau. Còn nó tối thui à, với bóng đèn sáng lại không có hợp. Nhưng ngược lại, người không biết tu á, là cái hào quang đen thui quả hợp luôn. Đen với đen cũng giống như gái mà dân chơi mà gặp với ma cô vậy đó, rất là hợp. Đó là có cái đó nữa. Tại sao mình phải đọc kinh, mình tu là nó khác nhau như vậy? Tại sao mình phải trân trọng một giây phút của thế gian khi mang thân người? Đó là như vậy. Để mình try. Cũng giống như bây giờ hồi xưa hụ mấy bà Mỹ thì hay đi xuống mấy cái vườn trái cây á, chẻ trái peach á, rồi phơi khô á. Phơi khô một dĩ á, cỡ chừng ba cục gạch ngang, ba cục gạch dài, thì là một đô. Thì làm sao chẻ lẹ để mà đầy cho lẹ. Người nào làm lẹ tay thì một ngày làm nhiều tiền. Hễ mình chỉ nó ok, ta làm xong dĩ thì nó lấy 1 đồng tiền mặt bỏ túi. Còn cái thằng mà làm biến á, chẻ nửa ngày có 1 dĩ có 1 đồng. Còn cho phụ á, mình sorry tham tiền thời đó, tại nghèo, chế lẹ như lúc đứt tay cũng không có thèm đi bó nữa. Thì mình làm trong vòng 1 tiếng mình có thể làm 10 dĩ. Còn mấy cái hàng mà công tử bột á, nó đi với mẹ rồi cho vui thôi, nó đứng. Cái kiểu của nó làm vậy. Thì con nghĩ bao lâu à, thì cái tu cũng vậy. Tại sao? Là vì mình phải quý. Cái thùng nó bẻ trên cây xuống, nó chỉ để đó chừng 100 thùng. Mình chẻ lẹ thì mình có nhiều trái cây. Còn mình chẻ chậm thì hồi nó hết trơn rồi, mình muốn làm cũng không được nữa, mình ngồi chơi. Mỗi lần đi á, là đi trên chiếc xe van ông kia kìa, đi bích bùng, ổng vọng vô chừng mấy chục người ngồi á. Ổng mà thắng cái là người này đèn người kia đó. Ngồi như là xe tù bây giờ vậy đó. Thì khi mà những ngày mà hết trái cây đó, thì mình phải ngồi chờ nửa ngày thì chiếc xe van nó mới về. Nên đi làm mướn cũng có cái hên cái xui nữa. Thì mới mang thân người này nè, mình cũng giống như trẻ trái cây đó vậy đó. Mình gán tranh thủ
lẹ lẹ. Chứ để ngày mai á, mà lỡ như á, nói xin lỗi nha, cái đèn thôi chứ đừng nói chỉ ung thư cổ hay là bú cổ hay là cái gì mà mình nói không ra tiếng được, thì lấy đầu đâu mà mình đọc kinh? Có suy nghĩ không? Đừng nói gì nữa. Bây giờ ngày xưa sư phụ ngồi thiền bằng kiết già, chéo như là dịch vậy đó, hồi xưa. Bây giờ tự nhiên cái chân nó bị gãy là vì lo cái núi đi lên đi xuống. Bây giờ sư phụ muốn ngồi kiết già cũng không được nữa. Sư phụ rất là buồn, hối tiếc. Đó là mất đi. Thí dụ bây giờ đổi lại, trước khi mua Thiên Long Sơn năm 2014 đến bị cái này khoảng năm 2016-17, sư phụ mất 10 triệu. Sư phụ đưa 10 triệu liền mà sư phụ làm không được. Sư phụ xin cha xin mẹ cái này, xin mấy gì cũng vậy, không được. Nói cái nghiệp của con, của một những cái tiền kiếp, đến lúc phải trả là trả. Nó ghê như vậy đó. Tại xưa sư phụ cũng là vua nhiều đời mà, rồi đi chinh chiến rồi đó, thì mình cũng có nhiều cái nghiệp. Thì hôm nay ở cái đời cuối cùng này, tuy là làm việc cho cha, tuy là làm chuyện tốt, nhưng mà nghiệp là phải trả. Khi mang thân người, tốt nhất mình không tu, nhưng đừng có tạo nghiệp. Đó là điều cực kỳ quan trọng. Mình thà mình đứng, có nghĩa là mình đừng hết tiền thì mình mượn anh, mượn chị, mượn em không cho, bạn bè không cho. Nhưng đừng có mượn ma cô, nó ăn lời 30 chấm như kiểu Việt Nam á, là mình chết. Có nghĩa là mình đừng có để cho mình bị phá sản. Đừng có ăn những cái con nhúc nhích, những cái con sống, những cái con mà nó vô tội, thì mình tạo nghiệp. Còn Costco hay là những cái gì mình biết nó là của đông lạnh thì là tam tịnh nhục, là tệ nhất là như vậy nha. Bạn trai thì khỏi nói rồi. Đó là mình đang nói về cái thân người đó, phải gán chỉ là lẹ lẹ như trái cây vậy đó. Có nghe là tu lẹ thì mình có nhiều công đức, mình ơn nhiều cái credit. Cái credit như là tiền đó à. Thật sự nó là tiền đó. Tại sao xuống thế gian này, nhiều khi một cái pháp hội của mấy thị thầy, cả trăm cái nghìn ông, mà không bằng một mình sư phụ khấn ba cây nhang. Đó là nó có lý do. Là vì một người mà có quá nhiều công đức khấn, nó hơn cả ngàn người không có công đức. Cho nên mấy vị nói vậy đó. Cái trọng lượng á, bữa nay hình như ngày Tết, mình ca Tết thì sao bữa nay vô nói chuyện nghiêm trọng quá vậy ta. Rồi hỏi tiếp. Ai hỏi gì hỏi? Hỏi đi. Đây là cơ hội hỏi nè. Có nghe sư phụ nói là cái đọc cái này á, là có như là linh nghiệm á. Cái khấn á, sư phụ, như là mình có chuyện lớn trong gia đình á, mình khấn á, thì cái này rất là linh. Thì cái bữa đó con có nghe trong clip của sư phụ một trăm mấy con quên rồi, mà con nghe xong là con đọc liền cái đêm đó. Mà con đọc xong á, tự nhiên con vô trong phòng á, con chưa có ngủ đâu, mới nhắm mắt à, tự nhiên trong phòng con á là thấy tàn Phật không à, mà không thấy nguyên hình như thấy phân nửa mình lên trên á sư phụ. Mà Phật đó tặng màu xanh không à, xanh như là xanh chóp vậy đó sư phụ. Cái đó là sao hả sư phụ? Cái đó là sư phụ dạy con á, dách lầu luôn rồi. Thì sư phụ dạy đúng. Thế đó là màu nhiệm là vậy. Nếu không màu nhiệm làm sao cái trái đất mình bây giờ không có bom nguyên tử, là cũng là cái bài đó. Thì làm sao 40 cây số xe tăng của nghe nó bị thành đông lạnh, là cũng là cái bài đó. Thì nó làm sao nước Việt mà bị Trung Cộng xiềng xích hôm nay á, mà chỉ có khối người Việt chim hiền mới về chặt cái dây xiềng xích giữa Việt Nam với Trung Cộng, là cũng là cái bài đó.
vài tháng nữa Đức Thầy không xuất hiện, Thầy Đức Thầy sẽ xuất hiện, cũng là cái bài đó. Vài tháng nữa Đức Thầy xuất hiện cho vụ về Việt Nam, cũng cái bài đó. Ai vậy Đà Phật? Bài đó linh lắm á, gán đọc. Vậy, cái con thấy sư phụ ở trong phòng nhiều lắm, nhiều ông Phật lắm. Mà cái như là Phật Thích Ca vậy đó sư phụ. Vậy là có chứng là phải không sư phụ? Dạ, mô Phật. Phật Thích Ca, tất cả các Phật đều chung hết. Tại cái bài đó là chỉ có sư phụ chế thôi á. Ở trong chùa không có nha, mấy thầy không có nha. Thì mấy cái đó trong vô vi mấy vị dạy sư phụ. Những cái gì mà sư phụ truyền lệ hết cho con của họ Thiên á là từ trong vô vi dạy nhiều. Kinh điển cũng có, nhưng mà nhiều lúc kinh điển không có đủ. Và kinh điển hồi xưa có mà bị mấy thầy thời đại bưng bít. Nhất là cha là một vị vua trời của tất cả các vị vua của bầu trời, mà trong kinh điển lấy đi cái đó. Phật Thích Ca chỉ nói một nắm lá, chứ Phật Thích Ca đâu có nói một khu lá hay là rừng lá. Sư phụ nói là chỉ là một khu lá thôi. Con còn một rừng lá mà sư phụ biết là sư phụ chưa cần dám nói nữa. Cái càng khôn này hôm nay nó thay đổi khí hậu, thay đổi con nhân tánh con người nữa, thay đổi theo khí hậu là do tất cả chúng ta tạo nên thôi. Khi cha lập ra cái càng khôn của cái quả địa cầu này á, là nó đi theo cái tánh của mình. Cha chỉ giúp mình để mà thay đổi cho chính mình. Chứ thật sự bề trên á, là cũng đã nói là khi mà mình tự tạo nghiệp, trái đất này mình tạo nghiệp, mình khai phá nhiều, mình những cái nơi mình không có nơi chặn, những cái sông, những cái mạch, cái trái đất này nó cũng như một con người. Mà tự nhiên á, máu là đập tam hiệp, 14 con đập của sông Cửu Lâm, là sông Cửu Long là 9 con rồng. Tự nhiên chung cộng nó đặt 14 cái đập ở đó. Thì con nghĩ nó có đi ngược lại với lời của bề trên dạy không? Quá ngược. Thì hôm nay thì là lãnh cái nghiệp. Cái nghiệp nước chưa bên đó khô, hạn hán, có lúc là lũ lụt. Bao nhiêu thiên tai là cũng là do những cái gọi là con người của mình á, chống trời á. Cái con thấy có lần đó là con thấy thôi, bây giờ con hết thấy. Con đọc vô, con vô phòng con thấy liền. Bây giờ con muốn thấy nữa, giờ hết thấy. Hello, khỏe không? Cười. Hằng nãy trên trời á là nó giữ cái kho của thiên đình, vũ khí rồi á là nó giữ. Rồi xuống đây á thì nó gan lắm, nó bán Phật, nó bán Thượng Đế, nó bán đủ hết, nó bán luôn sư phụ nữa. Thái tử kiểu nào nó cũng bán láng hết, nó bán luôn gái nữa. Thằng này là tướng trời mà, nó là một trong 12 người đệ tử đầu tiên của Thiên Tâm. Cho nên nó ở Việt Nam nó đào hết mấy cái núi ở ngoài Bắc á, nó làm mấy tượng Phật, nó bán. Thằng này giờ mất cái điển này, chẳng biết nó còn làm giống không nữa. Nhưng mà dầu treo á, mình có tượng cha tượng mẹ cũng nhờ nó. Tại trên trời nó xuống nó nhớ, nhưng mà xuống đây nó nhớ gái nhiều quá, giờ quên thôi. Có một lần sư phụ bị con tà long á. Tà long nó khác hơn là thần long của mình nha. Thần long mình là giống như trong mấy, tà long nó có cái sừng một à, nó giống như tê giác vậy đó. Thì lúc đó nó bao cái bát kali này đen kịnh nè. Buổi tối đó thì sư phụ đã thấy cái bàn tay sắt khổng lồ tấn công sư phụ.
thì con tà lông đó, nó nằm trên cái hãng sư phụ trên bầu trời á, là có thể nó dài cũng cỡ ba mai, phải không? À, mà y con tà lông mà đen đuôi. Thì xong đó mấy vị mới kêu sư phụ phải nằm nhà đừng có đi. Lúc đó sư phụ chạy xe, cái sư phụ đưa cho nó lái. Thì nói với Linh cũng là đại tử, không biết lên đâu mà mày. Mày chó vô hộp hả? Thằng này nó phản là phản láng, nó không có nể ai hết. Cái nó tối nằm ngủ. Mày muốn kể không? Mày lên mày kể đi, tao kể giùm mày mệt quá. Đưa cái microphone cho nó nói chuyện. Cái này kể chuyện thời xưa cho tao nghe, nói năm 2015 nha. Đó là tôi đó là không biết sao sư phụ không biết tin tức này á. Tôi đó thì nhân có giống thấy Thượng Lão Quân ông xuất hiện. Ông nói cho cái thiên cơ biết điều đó. Sáng dậy sư phụ ông gọi, ông đưa cái xe mà không nói vậy, ông đưa xe ông nói có cái sứ mệnh giao cho mày. Ông đưa xe ông chạy, lúc đó nói ra trên hãng cái giờ đó sẽ có mà con tà long xuất hiện. Kiểu đó ngồi kiếm ngồi cái gì để thu phục ở đây. Thì sực nhớ có cái bình hồ lô lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm trước rồi, trong cái kho á. Thì vô trong kiếm bình hồ lô mà đi ra một mình đi đâu được đâu. Cái lúc đó gọi lon hăng lon với lại cái gì sư phụ, ông hạng đó là hai tiểu đồng lon với thần thông à. Nhưng mà hai đó cái né nó không chịu đi, cái đầu của Linh nó gọi tới cái hỏi có cái chuyện này em đi với anh không, cái nói chuyện gì cái kể nó nghe thôi em đi với anh. Thì hai anh em đi lên giờ đó tự nhiên cái bầu trời đó, nó tự nhiên nó đang sáng nghe, cái nó đen thui à, nó có một con rồng nó xuất hiện bao đen thui á. Cái tôi nhớ mấy cái lúc đó mà ngài chỉ đó kêu về cái thâu phục đó, khoảng 10 phút sau cái bầu trời cái đó nó xanh lại, đó là cái chuyện rất là thần kỳ. Cùng lúc đó mấy nhân chơi làm gì đâu, nó chạy lên cái đường đầu hãng thấy có hai bảy xe nó đứng, nó chạy ra nó chặn đầu lại, nó xuống tự biết xuống mở xe ra thì thấy nó đi ra, nó thấy không phải cái nó bỏ nó chạy. Có một số người mướn ám sát sư phụ à, nó từ dưới Nam Cali lên ám sát. Thì cái câu mày nói là tại sao tao biết trước hả? Tao là sư phụ mày mà không biết trước, ai biết trước? Tao lên mạng tao nói 3 năm nay nó cười, đúng không? À, thì mình nói ngày mai đúng 5 giờ sẽ có chuyện y chang luôn. Thì mấy con nghĩ sao? Mà trước đó ăn đêm là Thái Thượng Lão Quân xuống kêu ra kiếm cái hồ lô để mà thu phục con tà long, rồi chỉ cho nó câu thần chú độc nữa. Chứ không phải là không. Cho nên cái điều hay là cái khi mà cái clip mà thâu lại á, mà lúc đó là sang cho sư phụ cho anh Bắc cũng nhiều người clip đó, rồi tự nhiên cái tất cả cái phone còn một hai tuần sau những người mà có clip đó là cái phone bị hư hết luôn, không có coi được là cái đó. Hồi xưa sư phụ có cái phone á, thâu mà sư phụ hay kể mà sư phụ về ngay cái đóng 1 2 3 bon 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 tưng lên hết, người thì khỉ, người thì thanh xà bạch xà, nhớ không? Ngày xưa mình đôi phim nhiều lắm không, bây giờ mà mất rồi. Kiếm cái phone clip kiếm mà hỏi những người mà có clip đó này, nó sẽ test qua hết lại á, mà giờ không có người nào giữ clip đó, cái phone cũng đều bị hư hết. Cái sự trùng hợp vô cùng. Cái mà mấy con phải biết là mình chung quy lại cũng một đề tài nãy giờ mình nói. Mình sống song song với ma quỷ, mình sống song song với chư thần, mình cũng sống cùng một lúc chư tiên, chư thánh, chư Phật, chư Bồ Tát, cha mẹ nữa, lúc nào cũng bên cạnh sư phụ nè. Cho nên mỗi ai mà đến gần sư phụ đừng có tới gần. Phải mấy vị kêu là lúc nào mấy vị A-la-hán với mấy chư Phật bao phủ quanh sư phụ là phải cách xa sư phụ 9 bước. Tất cả những đệ tử đứa nào không hiểu mà sư phụ nhắc hoài, đừng có phạm cho mấy vị. Tại mấy vị cũng giống như mình thôi. Bây giờ giống như con cứ song song con ủi vô một người thì con nghĩ là mấy vị có buồn không? Hả? Buồn á. Tại vì mình còn trượt nhiều lắm, cái thế gian này mình dơ, mình ô uế, thì mấy vị là Bồ Tát không à, thì mấy vị không có muốn mình vô, tại người của mấy chư thần mà chư thiên đó họ tinh khiết lắm,
không phải là thần thế gian nha, thần ở trên trời khác bảo hộ sư phụ nè. Lúc nào cũng vậy, sư phụ thường nói chuyện với mấy ngày mà sư phụ không biết tên á. Ở nhà sư phụ mà chủ nhật thứ bảy mà buồn á, một mình á, sư phụ đâu có chơi với đệ tử, cũng đâu có chơi với người, cũng không chơi với sư mẫu, cũng không gọi lính trong hãng nữa. Chơi mấy vị không? Để ba ly cà phê mà loại cà phê phin á, tỏng là đàn nhiều ly lắm. Sư phụ mời ngồi uống sư phụ vậy đó. Không phải là sư phụ người ta không hiểu, cho nên có nhiều người không có biết thì cứ nói sư phụ là điên. Tại vì họ không có nói, họ là không hiểu đi, thì mình nói. Mà nhìn sư phụ giống điên không vậy? À, mà nếu mà người khác nhìn nó, ông nội này ông uống cà phê uống mình, ông đi ông làm chi một đống ly vậy? Ê, bạn đuổi đây nhiều lắm. Thì không có con. Bữa nào mà sư phụ giống như chát chát, ngài lái xe coi chừng, nhìn trước. Có một lần vô đi xe đồ, lái liên tục 24 tiếng mệt rồi. Nếu là cái đầu mình không có control được mà tắp lại không được. Tại lúc đó thụ chở một người bị bệnh, phải tốc hành đi về bệnh viện Stanford liền. Lúc đó mấy vị phải cho điển vô, mà điển vô hồi cũng buồn ngủ. Cái mấy vị mới nói ngài phải ngừng lại, đổi tài xế. Mà lúc đó trên xe đâu có ai lái được. Tại lúc đó ngày cái câu chuyện tóm tắt là có cái đó. Mấy vị nhìn biết. Bữa nào mà sư phụ ăn đồ ăn thiếu rau là mấy ngày là bác sĩ luôn á, là ăn rau thiếu rau. Tại vì mấy ngày mình nhìn vô mình á, nó giống như máy scan nhìn vậy đó. Sư phụ có nhiều vị xuống lắm. Rồi mỗi lần mà thời năm 2019 mà sư phụ lên núi, tại vì có những người ở tiểu bang khác mình không tiếp xúc họ không được, mà khi họ gặp sư phụ âm mừng, họ chạy tới. Mà mùa Covid mà là cả ngày là bảo đảm là dính, mà không biết có dính hay không mình không biết. Mà lỡ như mà có dính Covid mà về nhà mà lây cho sư mẫu thì tội nghiệp. Trước khi về nhà hỏi mấy vị, bữa nay tôi có bị Covid không? mấy vị ngồi ngó một cái, không thì mình đi về. Chứ giờ test cũng đâu có kệ lẹ bằng vậy đâu. Là sư phụ cứ vậy, cứ thế mà qua đó. Rồi mà bị rồi chừng nào hết. Đại khái bị bữa hổm á, là để cho lãnh dùm cái nghiệp cho nước Việt đó. Có một lần sư phụ bị Covid mà, là sư phụ lãnh cái nghiệp cho nước Việt. Nếu sư phụ không bị, nước Việt sẽ tiếp tục chết hàng trăm nghìn người nữa. Đầu tiên khởi nguồn á là Trung Cộng ở Vũ Hán năm 19 đúng không? Là hồi nãy sư phụ nói rồi, nói lại. Mấy vị nó chết trên 20 triệu người. Tính tới ngày hôm nay hơn, bây giờ là khoảng 25 tới 25 triệu. Cho nên sáng nay lãnh được 400 đô phải không? À, nước Việt á là cái nước chết hàng thứ nhì. Tại nó sát bên, nó mở cổng nó, còn nhớ không? Rồi máy bay nữa. Mà tại sao nước Việt mình chỉ le the? Là con nghĩ là cái gì? Thà một mình sư phụ bị mà cứu hàng trăm nghìn người Việt á, lãnh đem cái nghiệp. Nhưng mà cuối cùng mình thắng, là sư phụ cũng đang còn ngồi đây đúng không? Rồi người Việt mình thì cũng còn ở bển. Chính thời lúc khởi nguồn từ đầu á, tiên cơ nói nước nghiệp phải, nước Việt phải xả cái nghiệp, thì chết khủng khiếp. Nó cũng như kiểu Indo hay là kiểu Ấn Độ vậy đó. Trung Cộng là nó dân số đông, nó chết hai mấy triệu thì là chuyện bình thường với nó. Mà nó giấu á. Mai mốt mấy con á, lấy cái clip này coi lại. Khi mà sau này nước Trung Cộng chia năm sẽ bảy, người ta sẽ coi lại bao nhiêu người chết. Tự nhiên là lời nói của sư phụ hôm nay nói trúng á. Rồi hồi xưa sư phụ cũng thường nói, tại sao sau này nước Trung Cộng phải nghèo lại là vì quá ác, phải trả cái nghiệp. Tại sao sau này mỗi một người chết của Mỹ, bây giờ 7 triệu người trên thế giới, mỗi một người người ta chỉ thường cái nhân cái bảo hiểm hay là cái mạng sống người ta thôi. Con nghĩ 7-8 triệu người bao nhiêu tiền? Phải thường á.
Thông thường tất cả tiền mà giao thương trên thế giới, trên nhà băng đó, cũng bị người ta đóng băng hết à. Cũng giống giờ Putin nó bị đóng băng gần như ta mấy trăm tỷ đó, trên thế giới đó. Cả cái chiếc tàu vô thuyền còn bị trực thâu đi đấu giá nữa mà. Mỹ này muốn làm gì làm à. Chuyện đời nó không phải như mình nghĩ. Chỉ có sáng dậy, tối về, ăn cơm, sáng chà răng, tối chà răng. Nó không có phải như vậy. Mà nó là một, mình đang ở trong một cái gym, một cái nơi đã huấn luyện về mặt tinh thần để mà tiến hóa, để đi về trời. Hôm nay có con của cha xuống trần nói tiếng Việt, dạy mình, chỉ mình, mà mình không học nữa, sư phụ sẽ không có trở về cái trái đất này nữa sau cái xác phàm này. Trên gần 10.000 năm nay, từ thời Phật Thích Ca, Phật Ca một giáo sư, ngài ra được cái po set của Phật. Nhưng từ thời Chúa Su cho tới Mohammed tới thời nay, sư phụ là người coi như mấy nghìn năm mới tái sanh một lần, ngồi đây nói chuyện bằng cái thân người, nhưng không phải là con người mà con trời. Cha cho lộ cơ cây bài đầu tiên cho vụ lộ. Bốn cây bài còn lại, ai là Phật Di Lạc? Phật Di Lạc số 1, Phật Di Lạc số 2, rồi Phật Di Lạc số 3. Sau này những cái người kế thừa, kế tiếp để nói cái thiên tâm sẽ là một con số kế tiếp. Chư phụ là số 2. Cho nên cái sự thiếm thì kết đó là hiện giờ là số 2 đúng không? Là bề trên nói như vậy. Còn số 1 là ai? Đức Thầy hay là Phật Di Lạc thiệt? Thì mình chưa biết. Bốn bài up. Chứ im lặng quá ta. Không có cười, không có náo nhiệt gì trơn. Bởi vì mấy con thấy có nhiều người trong hãng. Cái ông nội này á, hãng không có gói được món hàng ra đó mà vẫn giữ 500 người. Nghe nói tao còn tiền, tao giữ, tao hết tiền thì đường ai nói đi. Thấy không? Tức là mình làm theo cái lương tâm. Mà chứ không hề quán trách, không buồn, cũng chẳng quạo, cũng chẳng hét tiếng la. Đem cái thùng karaoke chổng giờ lên kêu mấy thằng nó ra ngoài parking lot cả sư phụ. Mấy ngày nó bữa ở trong. Giờ ở trong đó có nhiều thằng cũng ca hay lắm nghe. Tới ngày hôm nay mấy tụi Mỹ nó cũng nhìn sư phụ giống như hey, mày thằng Á Châu tao vẫn kỳ thị mày như thường. Nghĩa là lúc nào nó cũng đè đầu mình được là đè về cái nó nhìn cái bề ngoài, cái chủng tộc. Mà nó đâu bây giờ nó ngờ là chủng tộc người Việt, người Mỹ, người gì cũng là con của Thượng Đế hết. Người Mỹ họ không bao giờ họ nghĩ là họ là con này, con kia đầu thai nha. Bữa nay có một đệ tử mình hỏi người yêu lý tưởng của tôi là cốc gì. Nếu mình nói nó gấu, gấu xám, gấu vàng chứ không phải gấu xám. Gấu mà nâu, gấu nâu chắc nó cũng quảng hồn. Mấy cái này trên thế giới ở đâu ai đâu biết mấy cái này đúng không? Chỉ có chỗ này của mình thôi, Thiên Long Sơn duy nhất thôi. Rồi có mấy đệ tử đi theo mấy ông thầy học năng lượng, học gì đó, thì kinh mạch bây giờ bị bế tắc hết. Thì có mấy đứa bị biết ổng là giả đó, rồi đi thì bị ổng hại lại. Hại lại bằng cách là thiếu gì cách. Thì ở đây nè, giờ mấy vị nói là mấy mang nó về núi để mà trị hết bị trúng bùa.